Mến chào các em, hôm nay chúng ta sẽ đến với một phần kiểm tra nhỏ sau khi học xong bài kiềm, kiềm thổ và nhân. Nào, chúng ta cùng bắt đầu với cô. Rồi, câu số 1. Để thu được kim loại Cu từ dung dịch CuSO4 theo phương pháp thủy luyện, có thể dùng kim loại nào sau đây? Như vậy, phương pháp thủy luyện chúng ta nhớ lại là dùng kim loại mạnh để kia. Dùng kim loại mạnh để đẩy kim loại yếu ra khỏi muối. Như vậy muốn điều chế được Cu thì chúng ta sẽ sử dụng một kim loại đứng trước Cu và không tác dụng với nước. Như vậy cô sẽ chọn được đó chính là Fe. Câu số 2. Trong công nghiệp, kim loại nào sau đây chỉ được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy? À các em chúng ta thấy nè, phương pháp điện phân nóng chảy dùng để điều chế những kim loại đứng đầu của dãy điện hóa, tức là chúng ta sẽ có là từ nhôm trở về trước. Từ nhôm trở về trước. Như vậy thì ở đây cô sẽ chọn được đáp án đó chính là kim loại magie. Câu số 3. Nguyên tắc chung để điều chế kim loại là. Như vậy chúng ta có nè, muốn điều chế kim loại cô sẽ biến ion kim loại trở thành kim loại, được chưa nè? Như vậy ion này đóng vai trò là chất oxy hóa. Chất oxy hóa. Như vậy chất oxy hóa thì nó sẽ là bị khử. Như vậy cô sẽ thực hiện quá trình khử ion kim loại. Khử ion kim loại. Như vậy thì ở đây chúng ta không tìm thấy cái chữ ion nhưng mà có một cái từ đó chính là cation. Thì cation này ở đây đang ám chỉ là ion dương ha. Như vậy chúng ta vẫn chọn được đáp án đó chính là câu A, khử cation kim loại. Câu số 4. Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại kiềm. Như vậy các em nhớ giùm cô là kim loại kiềm thuộc nhóm 1A. Kim loại kiềm là nhóm 1A. Như vậy cô suy ra là nó sẽ có một electron ở lớp ngoài cùng. Như vậy cô sẽ chọn được đáp án phù hợp đó chính là câu B. Câu số 5. Trong các hợp chất kim loại nhóm 1A có số oxy hóa là. À các em, nhóm 1A thì sẽ có số oxy hóa là cộng 1. Chúng ta chọn được đáp án B. Câu tiếp theo. Câu số 6. Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm? Như vậy chúng ta nhớ giúp cô là những nguyên tố kim loại nằm ở nhóm 1A trừ hydro ra, gồm có là li ti nè, natri nè, kali, rubidi, cesi và franci. Đây là những nguyên tố kim loại thuộc nhóm kim loại kiềm. Như vậy thì dựa vào chúng ta sẽ có bốn phương án nhôm, li ti, magie và canxi. Cái này chúng ta sẽ dễ dàng chọn được đó chính là câu B, li ti. Câu số 7. Cho dãy các kim loại Fe, kali, CS, Ca, Al và natri, số kim loại kiềm trong dãy là. Vậy dựa vào cái thông tin mà cô mới vừa cung cấp ở đây, các em sẽ dễ dàng lựa được gồm có nè, kali nè, CS là Cg nè, nhơ, canxi không phải, Al không phải, đây, natri. Như vậy chúng ta sẽ có 3 kim loại là kim loại kiềm. Câu số 8. Kim loại nào sau đây phản ứng mãnh liệt nhất với nước ở nhiệt độ thường? Chúng ta có Fe, natri, magie và nhôm. Như vậy câu hỏi này muốn đánh vào phần tính chất hóa học của kim loại kiềm. Như vậy chúng ta có là kim loại kiềm là những kim loại phản ứng được với nước ở nhiệt độ thường, được chưa? Như vậy trong 4 đáp án này thì kim loại nào là kim loại kiềm? À đúng rồi, đó chính là natri đó các em. Như vậy chúng ta sẽ chọn được phương án B. Phương trình xảy ra như sau. Natri cộng với nước. Sản phẩm tạo ra được là natri hydroxit và hydro. Câu số 9. Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại kiềm thổ. Kiềm thổ thuộc nhóm 2A. Thuộc nhóm 2A gồm các nguyên tố sau đây. Beri, magie, canxi, strontium và bari. Như vậy nhóm 2A chúng ta sẽ thấy là cấu hình electron nó sẽ có hai electron lớp ngoài cùng. 2e lớp ngoài cùng thì cô dễ dàng chọn được phương án đó chính là câu C, NS2.
Rồi, câu số 10, kim loại nào sau đây là kim loại kiềm thổ? Rất dễ đúng không các em? Cô nhắc lại kiến thức về nhóm kim loại kiềm thổ, như vậy chúng ta dễ dàng chọn được, đó chính là canxi. Câu 11, kim loại nào sau đây có thể tác dụng với nước ở điều kiện thường để tạo ra dung dịch làm xanh quỳ tím? Dung dịch làm xanh quỳ tím chỗ này. Như vậy thì kim loại này sẽ tác dụng với nước để tạo ra môi trường 3 giờ. Được chưa? Môi trường 3 giờ. Như vậy cô sẽ chọn được cô sẽ chọn được phương án đó chính là như này, bari. Vì bari phản ứng với nước để tạo ra được gì đây các em? BaOH 2 lần là một 3 giờ tan. Có môi trường pH lớn hơn 7 cho nên sẽ làm quỳ tím hóa xanh. Câu số 12, phương pháp chung để điều chế kim loại magie trong công nghiệp. Như vậy chúng ta thấy nè, magie nằm trong khoảng từ nhôm trở về trước. Như vậy phương pháp để điều chế kim loại trong khoảng đó, chúng ta sẽ sử dụng phương pháp điện phân nóng chảy. Cô lấy ví dụ như cô muốn điều chế magie từ muối magie clorua, cô sẽ thực hiện phương pháp điện phân nóng chảy để thu được sản phẩm là magie và khí clor. Câu số 13, ion nào gây nên tính cứng của nước? Như vậy chúng ta nhớ lại định nghĩa về nước cứng. Nước cứng là nước chứa ion canxi 2 cộng và magie 2 cộng. Như vậy dựa vào định nghĩa đó, chúng ta sẽ chọn được phương án của câu 13, đó chính là câu A. Câu số 14, thành phần chính của đá vôi. Đây là một cái kiến thức thực tế đúng không các em? Và cũng rất quen thuộc, thành phần chính của đá vôi đó chính là canxi carbonate CaCO3. Canxi carbonate. Câu 15, oxit kim loại không tác dụng với nước. Oxit kim loại không tác dụng với nước. Như vậy cô sẽ nhắc lại những cái oxit nào có thể tác dụng với nước. Cô có nhóm 1A, toàn bộ nhóm 1A tác dụng được với nước thì oxit của chúng cũng sẽ tác dụng với nước. Nhóm 2A cô có các nguyên tố canxi, bari và strontium tác dụng với nước thì oxit của chúng cũng sẽ tác dụng được. Như vậy dựa vào thông tin đó, chúng ta sẽ dễ dàng chọn được đáp án, đó là câu gì nè. Ca, CaO, BaO và K2O đều là những oxit tác dụng được với nước. Như vậy chỉ còn câu gì thôi các em? Đúng rồi, câu C, magie oxit. Câu 16, chất phản ứng được với dung dịch H2SO4 để tạo ra kết tủa. Như vậy chúng ta thấy nè các em, ở đây có góc SO4. Như vậy chúng ta nghĩ là, chúng ta nhớ lại giúp cô là góc SO4 thì sẽ kết tủa với ion nào nè? Đúng rồi, góc SO4 sẽ kết tủa khi gặp Ba2+ để tạo ra cái hợp chất BaSO4 kết tủa màu trắng. Như vậy dựa vào kiến thức này, chúng ta sẽ chọn được đáp án, đó chính là câu D, BaCl2. Và phương trình xảy ra như sau: BaCl2 cộng cho H2SO4. Sản phẩm của chúng ta thu được đó là BaSO4 và HCl. Được chưa nào? Rồi, câu 17. Để hạn chế sự ăn mòn vỏ tàu đi biển là bằng thép, người ta gắn vào vỏ tàu biển phần ngâm ở dưới nước tấm kim loại nào dưới đây? Như vậy đây là một câu hỏi về ăn mòn điện hóa, và cụ thể đó là cách bảo vệ kim loại. Như vậy đây là cách bảo vệ kim loại bằng phương pháp điện hóa. Như vậy chúng ta sẽ lấy một kim loại làm vật hy sinh. Như vậy chúng ta sẽ chọn kim loại nào để làm vật hy sinh? Như vậy chúng ta nhớ lại kiến thức giúp cô. Thép là hợp kim của sắt và carbon. Như vậy trong trường hợp này, sắt sẽ đóng vai trò là cực âm vì có tính khử mạnh hơn, còn carbon đóng vai trò là cực dương. Như vậy thì sắt đóng vai trò là cực âm thì sắt sẽ bị ăn mòn điện hóa. Như vậy thì làm sao để cho sắt không còn đóng vai trò là cực âm nữa? Như vậy tức có nghĩa là cô sẽ chọn một kim loại có tính khử mạnh hơn sắt. Được chưa? Một kim loại có tính khử mạnh hơn sắt. Trong 4 phương án này thì chúng ta sẽ chọn được kim loại gì nè? Đúng rồi, đó là kẽm. Kẽm có tính khử mạnh hơn sắt. Khi chúng ta gắn lá kẽm vào phần ngâm dưới nước thì lúc này
Cực âm không còn là sắt nữa mà cực âm đã trở thành nó là gì đây? Đúng rồi, lúc này cực âm đó chính là kẽm ha, cực âm đó là kẽm và kẽm sẽ bị ăn mòn. Sau một thời gian lá kẽm bị ăn, sau một thời gian thì người ta sẽ thay cái lá kẽm này đi. Như vậy thì cái thân tàu biển của mình sẽ được bảo vệ. Như vậy đáp án ở đây cô chọn được đó là câu câu C. Câu số 18. Cho các hợp kim sau. À, chúng ta có bốn hợp kim các em. Khi tiếp xúc với dung dịch axit H2S4 loãng thì các hợp kim mà trong đó kẽm bị ăn mòn điện hóa học. Như vậy giờ cô nhắc lại điều kiện để xảy ra ăn mòn điện hóa học là gì? Có mấy điều kiện nè các em? À đúng rồi, có 3 điều kiện để xảy ra ăn mòn điện hóa. Điều kiện đầu tiên là phải có hai điện cực. Trong đó kim loại có tính khử mạnh sẽ đóng vai trò là cực âm. Và lưu ý là giữa cực âm và cực dương thì cực âm sẽ bị ăn mòn nha các em. Thứ hai là hai điện cực phải tiếp xúc nhau. Hai điện cực tiếp xúc nhau. Và thứ ba là cùng tiếp xúc với dung dịch điện ly. Hai điện cực cùng tiếp xúc với dung dịch điện ly. Như vậy chúng ta thấy nè, cả bốn hợp kim mình của mình đều thỏa điều kiện là có hai điện cực. Và hai điện cực này đều tiếp xúc nhau và cùng tiếp xúc với dung dịch điện ly đó là H2S4 loãng. Như vậy điều quan trọng là chúng ta xác định được là trong mỗi hợp kim thì kim loại nào đóng vai trò là cực âm. Được chưa? Như vậy chúng ta cùng xét đến tính khử của các kim loại trong các hợp kim. Hợp kim thứ nhất, nhôm và kẽm. Thì theo hoạt động theo sự sắp xếp của dạy điện hóa thì khi đi từ trái sang phải thì tính khử của kim loại sẽ giảm dần đúng chưa các em? Như vậy hợp kim đầu tiên cô sẽ có nè, nhôm sẽ có tính khử mạnh hơn kẽm, cho nên trong trường hợp này nhôm sẽ đóng vai trò là cực âm, còn kẽm là cực dương. Được chưa? Hợp kim thứ hai, sắt và kẽm. Sắt nằm trước kẽm trong dãy hoạt động hóa học. Như vậy, xin lỗi, kẽm nằm trước sắt trong dãy hoạt động hóa học thì cô sẽ có là kẽm là cực âm, có tính khử mạnh hơn, còn sắt là cực dương. Số 3, kẽm và đồng. Được chưa? Chúng ta cũng có kẽm đứng trước đồng, cho nên kẽm chỗ này đóng vai trò là cực âm, còn đồng là cực dương. Magie với kẽm. Magie đứng trước kẽm các em, cho nên chỗ này magie là cực âm, còn kẽm là cực dương. Được chưa? Như vậy chúng con nhắc lại chút xíu. Giữa hai cực âm và cực dương thì cực âm là cực bị ăn mòn. Như vậy chúng ta có những hợp kim nào mà kẽm đóng vai trò cực âm này các em? À đúng rồi, cô có hợp kim số 2, kẽm sẽ bị ăn mòn điện hóa học. Hợp kim số 3, kẽm sẽ ăn mòn điện hóa học. Như vậy cô sẽ chọn được phương án là 2 với 3. Như vậy cô có câu D. Chúng ta cùng theo dõi. Thực ra cái câu này là nó yêu cầu mình nó vừa kết hợp kiến thức về ăn mòn điện hóa và nó yêu cầu mình là kiến thức vận dụng được dãy điện hóa trong bài này ha. Chúng ta tiếp theo đến câu số 19. Các em cùng theo dõi. Nguyên tắc chung để điều chế kim loại là. À, câu này cô đã nói một lần ở trên rồi đúng không nè? Đó chính là khử ion kim loại hay là khử cation kim loại. Vậy cô sẽ chọn được phương án A. Câu 20. Trường hợp nào sau đây thu được kim loại natri? Thu được kim loại natri. Chúng ta cùng xét từng cái phương án ha. Câu A, cho magie vào dung dịch NaCl. Nó không có phản ứng các em ha, không có phản ứng. Câu B, nhiệt phân NaHCO3. Như vậy chúng ta học rồi, NaHCO3 là một muối kém bền với nhiệt sẽ tham gia vào quá sẽ bị nhiệt phân. Thì sản phẩm sinh ra sẽ là gì đây các em? Na2CO3, CO2 và nước. Như vậy câu B cũng không thu được kim loại natri lại. Câu C, điện phân nóng chảy NaCl. À, điện phân nóng chảy NaCl. Chúng ta sẽ có sản phẩm là gì nè? Đúng rồi, chỗ này sẽ thu được natri và khí clo. Như vậy đáp án cô chọn ngay đó chính là câu gì thôi? Câu C. Và chúng ta cùng xem tiếp câu D đề cho gì? Điện phân dung dịch NaCl không thu được cái natri đâu các em, mà chúng ta sẽ thu được NaOH theo phương trình sau đây. Nếu NaCl điện phân dung dịch và có màng ngăn thì chỗ này cô sẽ thu được sản phẩm đó là NaOH cộng khí Cl2 và cộng cho hydro. Nếu mà chỗ này người ta bỏ đi cái màng ngăn thì chúng ta sẽ thu được nước xa phèn.
Câu số 22. Mô tả nào dưới đây không phù hợp với natri? Các em xem ha. Câu A nó nói là cấu hình electron là neon 3s2. Đọc ở đây là cô thấy có một điều nó không phù hợp liền các em. Natri chúng ta đã biết là nhóm mấy A nè. Đúng rồi, nhóm 1A. Nhóm 1A thì sẽ có một electron lớp ngoài cùng thôi các em ơi. Vậy ở đây người ta nói là 3s2. Như vậy đây là một phát biểu không phù hợp ha, không phù hợp với natri. Như vậy chọn ngay câu A. Câu số 23. Nhận xét nào sau đây không đúng? Kim loại kiềm thổ có tính khử mạnh. Câu B, tính khử của kim loại kiềm thổ tăng từ Berry đến Ba. Câu C, tính khử của kim loại kiềm thổ yếu hơn kim loại kiềm trong cùng chu kỳ. Câu D, Berry, Magie, Canxi, Strontium và Bari đều phản ứng với nước ở nhiệt độ thường nên gọi là kiềm thổ. Có ai phát hiện ra phát biểu nào không đúng không nào? À, cô gợi ý, có ai phát hiện ra được là điều không đúng ở phát biểu D không? À đúng rồi, người ta nói là Berry, Magie, Canxi, Strontium và Bari đều phản ứng với nước ở nhiệt độ thường là điều này không đúng ha. Vì sao? Vì Berry không phản ứng với nước. Còn Magie thì phản chậm. Phản chậm. Như vậy, câu phát biểu không đúng ở đây đó chính là câu D. Câu 24. Nhận định đúng khi nói về kim loại kiềm thổ và các nhóm kim loại thuộc nhóm A nói chung. Câu A, tính khử của kim loại tăng khi bán kính nguyên tử tăng. Tính khử của kim loại tăng khi bán kính nguyên tử giảm. Câu C, tính khử của kim loại giảm khi bán kính nguyên tử tăng. Và câu D, tính khử của kim loại không phụ thuộc vào bán kính nguyên tử. Chúng ta có nè. Cô lấy ví dụ như nhóm 1A gồm các nguyên tố đi từ liti, natri, kali, rubidi và cesi. Khi đi từ trên xuống thì bán kính nguyên tử của cô sẽ tăng dần. Đồng thời tính khử của cô cũng sẽ tăng. Như vậy thì chúng ta sẽ chọn đáp án nào đây? Bán kính tăng và tính khử của kim loại tăng. Như vậy chúng ta sẽ chọn được câu A. Câu số 25. Chúng ta tiếp theo nha các em. Câu 25. Phản ứng nào sau đây dùng để giải thích hiện tượng thạch nhũ trong các hang động tự nhiên? Như vậy theo lý thuyết chúng ta có này, giải thích hiện tượng thạch nhũ là phản ứng. Để cô tìm cái màu phù hợp nha. Đâu rồi ta? Đây. Đây, hiện tượng thạch nhũ. Chúng ta sẽ có này ha. CaHCO3 hai lần bị phân hủy ở nhiệt độ. Bị phân hủy do nhiệt độ để tạo thành CaCO3, CO2 và nước. Đây là quá trình giải thích sự hình thành thạch nhũ trong các hang động đá vôi. Như vậy cô sẽ có phương án đó chính là gì các em? À đúng rồi, đó chính là câu C. Được chưa? Còn câu D là gì? Câu D là giải thích quá trình xâm thực nước mưa trong các hang động đá vôi nha. Câu 26. Cho mẫu nước cứng chứa các ion Ca2+, Magie2+, Cl- và SO42-. Hóa chất nào được dùng để làm mềm mẫu nước cứng trên? Như vậy chúng ta thấy nè, đây là nước cứng vĩnh cửu, đúng chưa nè? Nước cứng vĩnh cửu. Và chúng ta để làm mềm nước cứng thì một, nếu mà chúng ta dùng hóa chất, các em hãy nhớ cho cô hai cái hóa chất làm mềm nước cứng, làm mềm mọi loại nước cứng tạm thời, vĩnh cửu hoặc là toàn phần, đó chính là gì nè? Đó chính là Na2CO3 hoặc là Na3BO4. Được chưa? Nếu không, nếu trong đề bài không có, trong cái phương án trả lời không có hai cái hóa chất này thì các em xem là có CaO hai lần hay không. CO hai lần thì sẽ làm mềm được nước cứng tạm thời nếu dùng ở lượng vừa đủ, hoặc có những bài người ta không cho CO hai lần mà người ta cho NaOH thì vẫn làm mềm được nha các em, vẩn có thể kết tủa được hai ion Ca2+ và Mg2+ trong nước cứng tạm thời. Như vậy thì đối với câu 26 này chúng ta thấy nè, đây là nước cứng vĩnh cửu, và chúng ta sẽ nhìn bốn phương án thì chúng ta lại thấy ở đây có
Na3b4, như vậy cô sẽ ưu tiên chọn câu D. Câu số 27. Người ta cho các trường hợp sau đây, có 5 trường hợp. Số trường hợp xuất hiện ăn mòn điện hóa. Ăn mòn điện hóa. Như vậy muốn xảy ra ăn mòn điện hóa là phải hội đủ 3 điều kiện như cô đã nhắc ở trên. Có hai điện cực. Hai điện cực phải tiếp xúc nhau và cùng tiếp xúc với dung dịch điện ly. Như vậy chúng ta cùng xét xem. Phát điện biểu đầu tiên, sợi dây bạc nhúng trong dung dịch HNO3. Như vậy ở đây cô thấy điều kiện đầu tiên chưa thỏa tại vì chưa đủ hai điện cực. Cho nên phát biểu số 1, trường hợp số 1 không xảy ra ăn mòn điện hóa. Trường hợp thứ 2, đốt bột nhôm trong khí oxy. Như vậy cô cũng thấy là chưa đủ điện cực và ở đây cũng không có dung dịch điện ly. Như vậy trường hợp số 2 cũng không phải là ăn mòn điện hóa. Trường hợp số 3, cho thanh sắt tiếp xúc với thanh đồng rồi đồng thời nhúng vào dung dịch HCl. Như vậy ở đây cô thấy xuất hiện hai kim loại đóng vai trò là hai điện cực có tiếp xúc với nhau và cùng tiếp xúc với dung dịch điện ly, đó là HCl. Như vậy trường hợp số 3 sẽ xảy ra ăn mòn điện hóa. Câu thứ 4, thanh kẽm nhúng vào dung dịch COSO4. Chúng ta nhìn thoáng qua thì chúng ta chỉ thấy là chỉ có một hình kẽm là đóng vai trò là điện cực. Nhưng chúng ta hãy nhìn kỹ lại, khi cho kẽm nhúng vào dung dịch COSO4, ở đây sẽ xảy ra được phản ứng là kẽm sẽ đẩy kim loại đồng ra khỏi muối do tính khử của kẽm mạnh hơn. Được chưa? Như vậy đồng sinh ra sẽ quay trở lại bám vào thanh kẽm. Được chưa? Như vậy lúc này cô sẽ thấy được hai điện cực. Đây các em hình dung ha, thanh kẽm của cô như thế này. Kẽm và nó sẽ có một cái lớp đồng bám ở ngoài. Được chưa? Có một lớp đồng bám ở ngoài. Như vậy thỏa điều kiện có hai điện cực, hai điện cực tiếp xúc nhau và cùng tiếp xúc với dung dịch điện ly, đó là COSO4. Như vậy ở trường hợp thứ tư sẽ xảy ra ăn mòn điện hóa. Trường hợp thứ năm, nhúng thanh thép vào dung dịch HNO3 loãng. Như vậy chúng ta đã biết rồi, thép là hợp kim của sắt và carbon. Được chưa? Cũng có hai điện cực tiếp xúc nhau và cùng tiếp xúc với dung dịch điện ly. Như vậy trường hợp thứ năm cũng xảy ra ăn mòn điện hóa. Như vậy chúng ta thống kê lại thì sẽ thấy có 3 trường hợp xảy ra ăn mòn điện hóa, chọn phương án D. Câu 28. Chất X phản ứng với HCl. Chất X cũng phản ứng với Ba 2 lần để tạo ra kết tủa. Mà người ta hỏi X là gì các em? Như vậy chúng ta phải xét hai điều kiện đúng không? Tức là X vừa phản ứng được với HCl mà cũng vừa phản ứng được với Ba 2 lần. Như vậy chúng ta sẽ nghĩ tới là những cái hợp chất là có tính chất lưỡng tính đúng không nè? Tại vì mình thấy nè, HCl là axit nè, Ba 2 lần là 3 giờ mà vừa phản ứng với axit vừa phản ứng với 3 giờ thì thường nó là những cái hợp chất có tính chất lưỡng tính. Như vậy cô sẽ thấy được đó là câu nào? À đúng rồi, đó chính là câu B các em. Chúng ta viết có phương trình như sau ha. NaHCO3 cộng cho HCl. Về sản phẩm mình thu được đó là NaCl CO2 và gì nữa nè? À, đó là nước. Được chưa? Rồi, nếu gặp Ba2 lần thì sao? Chúng ta có là NaHCO3 cộng cho BaOH2 lần. Muối axit tác dụng với 3 giờ thì sẽ ra muối trung hòa ha. Như vậy cô sẽ có được muối trung hòa thứ nhất là Na2CO3. Muối trung hòa thứ hai đó là BaCO3 và nước. Được chưa? Ở đây cô có BaCO3 kết tủa. Câu 29 đó là một câu tính toán. Đề bài cho chúng ta là 1,8 gam kim loại magie tác dụng hết với HNO3 có dư. Sản phẩm sinh ra được V lít khí NO điều kiện chuẩn và người ta nhấn mạnh cho mình biết là ở đây NO là sản phẩm khử duy nhất. Như vậy, khi có cái câu này thì mình yên tâm là gì? Tức là sản phẩm mình chỉ có NO thôi chứ không có cái dạng NH4+. Được chưa? Rồi, yêu cầu tính giá trị của V. Bài này thì khá đơn giản đúng không các em? Chỉ có một phương trình phản ứng, một số mol. Như vậy đây là chúng ta viết phương trình thay số mol vào để suy ra những chất còn lại. Như vậy bây giờ chị cô sẽ có một cách để nhanh hơn, được chưa? Chúng ta sẽ sử dụng bỏ toàn edit trong các em. Đầu tiên chúng ta sẽ tính số mol của magie. M lớn của magie là 24, như vậy cô sẽ có là 1,8 chia cho 24 sẽ có giá trị là 0,075. Vậy cô liệt kê ra đây ha, số mol của magie
bằng 0,075 mol. Rồi cô ghi nó thế này. Chúng ta thấy nè, magie ban đầu trước phản ứng số oxy hóa là 0 đúng chưa các em? Sau phản ứng tạo thành muối magie nitrat có số oxy hóa là cộng 2. Và chỗ này cô sẽ có cộng 2e. Rồi, nitơ, nitơ trong góc HNO3 là cộng 5. Sau phản ứng tạo thành khí NO. Khí NO thì nitơ chỗ này sẽ có số oxy hóa là cộng 2. Như vậy cô dễ dàng tính được số electron nhận chỗ này đó là 3 electron. Rồi, bây giờ bảo toàn E tức có nghĩa là tổng mol E cho bằng tổng mol E nhận. Như vậy chỗ này cô sẽ có là 0,075. Nhân chéo chia ngang thì chỗ này cô sẽ có giá trị là 0,15. Số mol của NO cô gọi là X. Như vậy bên này cô sẽ có là 3X. Theo định luật bảo toàn electron, bảo toàn E cô sẽ có là 3X của cô sẽ bằng 0,15. Như vậy suy ra, dễ dàng suy ra được X của cô có giá trị là 0,05. Như vậy từ đây cô sẽ tính được giá trị của V, NO ở điều kiện chuẩn có giá trị như sau. 0,05 nhân cho 22,4. Như vậy đáp án cô thu được là 1,12 lít. Ở đây cô chọn được phương án D. Chúng ta cùng xem lại một lần nữa. Câu 30. Hình vẽ sau đây mô tả thí nghiệm khí X tác dụng với chất rắn Y. Các em chú ý cái trạng thái ha. Tác dụng với chất rắn Y, đun nóng để sinh ra khí Z. Và chúng ta nhìn mô hình đây. Khí X đi vào, đây là chất rắn Y. Rồi sản phẩm sinh ra được khí Z. Và có một cái thông tin rất quan trọng chỗ này các em. Khí Z này làm đục nước vô trong, tác dụng với CO2 lần tạo ra kết tủa. Như vậy cô dự đoán Z của cô, một là CO2 hoặc là SO2. Chúng ta nhìn xuống các phương án. Phương trình phản ứng hóa học, phương trình hóa học của phản ứng tạo thành khí Z là. Như vậy đây, ở đây cô thấy có hai phương án là tạo ra CO2. Như vậy chúng ta cùng xem lại trạng thái. Khí X và rắn Y, được chưa? Nếu là câu D á, thì HCl này ở trạng thái dung dịch, cho nên câu D chúng ta sẽ loại đi ha. Như vậy ở đây chúng ta sẽ thấy đáp án C là phù hợp. CO của mình ở dạng rắn, khí CO trạng thái khí, và Z của cô đó chính là gì đây? Khí CO2. Và sản phẩm sinh ra cũng ở trạng thái rắn, đó là CO. Như vậy phương án chọn của cô cho hình vẽ này đó chính là câu C. Bài 31. Đề cho chúng ta là dẫn khí CO dư đi qua ống sứ đựng 8,7 gram bột Fe3O4, đun nóng thu được hỗn hợp khí X. Rồi cho toàn bộ X vào nước vôi trong dư, thu được m gram kết tủa. Tính giá trị của m và biết các phần xảy ra hoàn toàn. Như vậy chúng ta thấy là bài này chỉ cho một số liệu, và số liệu này chúng ta có thể tính được số mol, được chưa? Như vậy thì bài này là chỉ cần viết phương trình và thay số mol vào thôi, đúng không các em? Bây giờ chúng ta cô tóm tắt đề bài để chúng ta dễ nhìn hơn ha. Cô có khí CO dư cộng cho 8,7 gram Fe3O4. Rồi, sản phẩm sinh ra được hỗn hợp X. Dẫn hỗn hợp X này đi qua nước vôi trong là CaOH 2 lần để sinh được m gam kết tủa. Đề bài yêu cầu tính m. Như vậy chúng ta đoán nè, hỗn hợp X của chúng ta chắc chắn sẽ có khí CO2 và một khí nữa đó chính là CO dư, đúng chưa nè? Như vậy khi dẫn hỗn hợp này đi qua CaOH 2 lần thì chỉ có một mình CO2 là phản ứng thôi. Như vậy kết tủa của cô sinh ra ở đây chính là CaCO3. Như vậy muốn tính được khối lượng số mol, khối lượng kết tủa thì cô sẽ có cần phải tìm được số mol kết tủa, đúng không? Như vậy nè, cô muốn tính được khối lượng của CaCO3 thì cô phải tìm được số mol của nó. Mà số mol của CaCO3 cô sẽ tìm thông qua anh nào? Đúng rồi, tìm thông qua CO2. Mà CO2 sinh ra từ đâu? Chúng ta đi ngược lại ha. CO2 sinh ra từ cái chuyện giữa CO và Fe3O4 phản ứng, đúng không? CO2 sinh ra từ cái chuyện CO và Fe3O4 này nó phản ứng với nhau. Như vậy chỗ này cô cần viết phương trình phản ứng chỗ này
Vậy chúng ta cùng bắt đầu ha. Câu có nè, CO cộng cho Fe3O4. Ở đây là CO dư và vẫn xảy ra hoàn toàn, cho nên sản phẩm của cô thu được sẽ là Fe và khí CO2. Như vậy cô cân bằng phương trình. Chúng ta để ý ha, đây là phần oxy hóa khử, mà chúng ta có thể cân bằng theo cách đếm nguyên tử cũng được. Như vậy chỗ này cô có 3 Fe. Bây giờ số oxy không bằng nhau, bên đây có 2, bên đây có 5. Thì giờ chúng ta sẽ nhân thế này các em. Cô sẽ nhân 4 vào CO2, đồng thời cô sẽ nhân 4 vào CO. Lúc này cả carbon và oxy đều bằng nhau ha. Sau đó cô đi tính số mol của Fe3O4. Cô cung cấp giá trị nguyên tử khối nha. Fe là 56, oxy là 16. Như vậy cô có nè, 8,7 chia cho M lớn của Fe3O4, 56 nhân 3 cộng 16 nhân 4. Rồi, chỗ này cô sẽ thu được có giá trị là số mol là 0,0375. Như vậy cô thấy vào đây, thay vào phương trình 0,0375. Cô cần tính của oxy, cô cần tính số mol của CO2. Như vậy cô nhân chéo chia ngang, chỗ này cô sẽ tìm được giá trị của số mol của CO2 theo phương trình. Như vậy ở đây cô sẽ có giá trị của CO2 là 0,15, được chưa? Và chúng ta biết rồi, khi CO2 tác dụng với nước vôi trong để tạo ra kết tủa thì tỷ lệ mol nó bằng nhau. Như vậy cô có nè, mol của CaCO3 sẽ bằng mol của CO2 bằng 0,15. Như vậy từ đây dễ dàng cô sẽ tính được khối lượng của CaCO3 các em bằng 0,15 nhân cho M lớn của phân tử CaCO3. Cô cung cấp các nguyên tử khối như sau: Ca là 40, carbon là 12, oxy là 16. Ở đây có 3 nguyên tử, cô nhân 3 lên. Như vậy đến đây cô sẽ thu được giá trị là 15 gam. Đáp án cô chọn là câu D. Rồi chúng ta cùng nhìn lại. Như vậy trong bài này thì chúng ta sẽ gặp vướng ở cái chỗ là cân bằng phương trình thôi các em, chứ còn về mặt tính toán và các phương pháp giải thì nó không có gì cả, rất là đơn giản. Câu 32 cũng là một câu tính toán. Chúng ta đọc đề: đốt cháy hoàn toàn 4,6 gam natri và 3,9 gam kali, cần dùng vừa đủ V lít oxy ở điều kiện chuẩn, tính giá trị của V. Bài này khá là đơn giản đúng không các em? Chúng ta đọc vào chúng ta sẽ thấy là ở đây có hai phương trình phản ứng, và đề cho luôn số mol của từng chất ở mỗi phương trình luôn. Như vậy nhiệm vụ của chúng ta là chỉ cần tính số mol, viết phương trình và suy ra số mol của oxy. Như vậy chúng ta bắt đầu làm. Chúng ta có nè, natri nè cộng cho oxy, sản phẩm sinh ra là Na2O. Rồi kali cộng oxy, sản phẩm sinh ra K2O. Phương trình cô cân bằng như sau. Cô lần lượt tính số mol của natri 4,6 chia 23 và số mol của kali các em. Như vậy ở đây cô sẽ có giá trị là 0,2 mol. Thứ hai, số mol của kali rồi từ đây cô chỉ cần thay vào phương trình thôi, natri là 0,2, kali là 0,1. Như vậy từ đây chúng ta sẽ kéo qua số mol của oxy, nhân chéo chia ngang thì chỗ này oxy của cô có giá trị là 0,05, oxy dưới này là 0,025. Rồi bây giờ tính thể tích thì cô sẽ tiến hành cộng số mol oxy ở hai phương trình lại, nhân cho 22,4. Như vậy cô có nè, VOC bằng 22,4 nhân cho 0,05 cộng 0,025. Và chúng ta cùng tính ha. 22,4 nhân 0,05 cộng 0,025. Rồi, như vậy cô thu được giá trị là 1,68 lít. Đáp án câu D. Như vậy bài này cũng thuộc loại một câu tính toán ở mức độ đơn giản. Câu 33.
Đề cho chúng ta là 9,2 gam một kim loại kiềm. Kim loại kiềm thì nhớ liền trong đầu giúp cô, chỗ này là hóa trị 1. Tác dụng với nước dư, sao phản ứng thu được 4,48 lít khí hydro và đề yêu cầu tìm kim loại X. Như vậy đây là bài toán tìm chất đúng không các em? Bây giờ để rút ngắn được cái quá trình giải á, thay vì chúng ta phải viết phương trình kiềm tác dụng với nước để sinh ra bazơ và hydro thì cô sẽ rút ngắn lại như sau. Cô có nè, kiềm tác dụng với nước, sản phẩm sinh ra là hydro, và lưu ý là cái hệ số cân bằng của hydro chỗ này sẽ là lấy hóa trị chia 2 các em. Lấy hóa trị chia 2. Kiềm hóa trị 1. Như vậy thì ở đây cái hệ số cân bằng của hydro là 1/2. Được chưa? Tại vì chúng ta chỉ cần quan tâm tới số mol của kim loại và số mol của hydro thôi, không cần viết hết phương trình đâu ha. Vậy cô có nè. Số mol hydro chúng ta dễ dàng tính được. Lấy 4,48 chia cho 22,4. Như vậy cô sẽ có giá trị là 0,2 mol. Cô thay vào phương trình. Được chưa? Rồi, cô nhân chéo chia ngang sẽ tìm được số mol của X. Như vậy muốn tìm được kim loại đó là gì thì các em phải tính cho cô giá trị M lớn của X là bao nhiêu. Như vậy cô có nè, M lớn của X theo bằng khối lượng chia cho số mol. Như vậy cô thay vào, cô có 9,2 chia cho 0,4. Ta có ha, 9,2 chia 0,4. Cô thu được có giá trị là 23. Như vậy ứng với giá trị 23, chúng ta sẽ chọn được kim loại đó chính là natri, đáp án là câu C. Như vậy sau bài này chúng ta lưu ý, cô có một lưu ý nha cho các em. Khi đề cho kim loại, cô lấy ví dụ như là chữ M tác dụng với axit HCl H2SO4, tác dụng với nước hoặc là tác dụng với dung dịch NaOH trường hợp của nhôm á các em, thu được khí hydro thì hệ số cân bằng của hydro sẽ lấy hóa trị chia 2. Tiếp theo, câu 34. Đề cho chúng ta 6,75 gam hỗn hợp hai kim loại. Lúc này đề cho hai kim loại thuộc hai chu kỳ liên tiếp của nhóm 2A. Tác dụng hết với HCl dư thì thu được 0,5 gam khí và đây chắc chắn đó là khí hydro các em. Để yêu cầu tìm hai kim loại đó. Như vậy khi mà trong những video trước cô có nói khi mà tìm hai kim loại thì chúng ta sẽ sử dụng gì nè? Đúng rồi, chúng ta sẽ sử dụng khái niệm M trung bình, đúng chưa? Như vậy cô sẽ đặt M gạch M trung bình đại diện cho hai kim loại này. Và khi tác dụng với HCl chúng ta không cần viết hết phương trình đâu ha. Chỗ này sinh ra khí hydro và hệ số cân bằng lấy hóa trị chia 2, ở đây chúng ta được 1. Rồi. Chúng ta có được số mol hydro. Đề bài cho gam thì lấy gam chia cho M lớn của hydro là 2. Như vậy đây cô sẽ có giá trị là 0,25 mol. Rồi cô thay vào phương trình. Từ đây cô suy ra số mol hỗn hợp là 0,25, được chưa? Như vậy cô tính giá trị M trung bình như sau. Cô lấy khối lượng hỗn hợp, cô chia cho số mol hỗn hợp. Như vậy chúng ta có nè, 6,75 chia cho 0,25. Rồi. Kiểm tra cùng cô ha, 6,75 chia 0,25. Như vậy cô ra được M trung bình của cô có giá trị là 27. Vậy nhớ là M trung bình nó sẽ lớn hơn một chất và nhỏ hơn một chất. Vậy chúng ta sẽ lựa trong các đáp án này. Cô sẽ cung cấp các giá trị M lớn ha. Beri, M lớn là 9. Magie là 24. Canxi là 40. Như vậy chúng ta thấy nè, 27 nó xen giữa khoảng nào? Đúng rồi, 27 nó xen giữa khoảng của magie và canxi. Như vậy ở đây cô sẽ kết luận nè, 27 của cô sẽ lớn hơn 24 và nhỏ hơn 40. Như vậy hai kim loại cô tìm được đó chính là gì đây? Magie và canxi. Đáp án cô chọn đó là câu D. Về các nguyên tử khối này thì đề sẽ cung cấp các em, giống như cái đề chúng ta đang sửa thì sẽ cho các giá trị nguyên tử khối ở đầu trang ha, chúng ta cùng theo dõi. Nhưng cô lưu ý một chút xíu. Ở đây là hai kim loại thuộc nhóm 2A. Như vậy chúng ta phải lựa ra là kim loại nào thuộc nhóm 2A chúng ta mới xét nha các em.
Và chúng ta đến với câu cuối cùng của đề ngày hôm nay. Đề bài cho chúng ta là 27,4 gram bari. Tác dụng với một lượng dư dung dịch MgSO4, sao vẫn xảy ra hoàn toàn thì thu được mg kết tủa. Yêu cầu tính giá trị của m. Vậy nếu mà các bạn nào mà đọc đề chưa kỹ á, thì các bạn sẽ nghĩ là bari này nó sẽ đẩy magie ra khỏi muối, đúng chưa, để tạo ra kết tủa là BaSO4 gì đó. Nhưng mà không hề nha các em, không hề. Vì sao? Nhớ giúp cô là dung dịch lúc nào cũng sẽ có nước, được chưa, và bari sẽ vào phản với nước trước, rồi sau đó mới tác dụng với gì, sản phẩm sinh ra mới tác dụng với magie SO4, MgSO4. Như vậy nè, cô có phương trình nè. Đầu tiên bari sẽ phản với nước, sẽ sinh ra được sản phẩm đó là BaOH 2 lần và hydro, được chưa. Rồi sau đó thì BaOH 2 lần này tác dụng với magie sunfat để tạo ra sản phẩm kết tủa là BaSO4 và một sản phẩm kết tủa thứ hai đó là MgOH 2 lần, được chưa. Như vậy kết tủa của chúng ta có tới hai chất lượng các em. Và ở đây chúng ta yên tâm là vì ở đây đề cho lượng dư dung dịch MgSO4, cho nên chúng ta yên tâm là Ba khoan là chỗ này sẽ phản ứng hết ha. Như vậy đầu tiên cô tính số mol của Ba, cô có 27,4 chia cho 137 là m lớn của bari. Như vậy cô sẽ có giá trị như sau: 27,4 chia 137 rồi 0,2. Rồi các em thay 0,2 này vào phương trình và suy ra số mol của BaO 2 lần. Từ đây cô tính được số mol của kết tủa cũng là 0,2 luôn. Như vậy cô sẽ có giá trị M bằng, đó chính là M của BaSO4 cộng cho M của magie hydroxit. Rồi cô sẽ có đây, số mol nhân với M lớn của BaSO4. Chúng ta cùng kiểm tra M lớn của BaSO4 ha. Cô cung cấp các giá trị nè: bari là 137, lưu huỳnh là 32, oxy là 16, 4 nguyên tử chúng ta nhân 4 là 233. Rồi cộng cho số mol của oxy của magie hydroxit. Rồi chúng ta có nè, 24 cộng nhóm MoH là 17 nhân 2, rồi 58. Rồi chúng ta cùng bấm máy tính để cho ra kết quả cuối cùng thôi các em. Như vậy cô có đây 0,2 nhân 233 cộng cho 58. Như vậy đáp án cô thu được là 58,2 gam. Như vậy chúng ta sẽ chọn được phương án D. Đến đây, phần ôn tập của cô về kiềm, kiềm thổ và nhôm kết thúc. Các em xem lại video và tự làm lại những bài chúng ta đã sửa. Chúc các em học tốt!